cho các bạn. Chỉ với những nguyên liệu cơ bản như bắp, nấm, khoai môn đã tạo nên một món chay thơm ngon bất ngờ. Hôm nay hãy cùng Tuyết Cập Cập thực hiện nha. Trên màn hình là tất cả các nguyên liệu. Đó là một trái bắp Mỹ, 250g nấm đùi gà, 300g khoai môn sát và 100g bột chiên giòn. Đầu tiên mình sẽ pha một ít muối vào trong thau nước, rồi mình ngâm nấm. Nấm mình sẽ cắt cái phần gốc già đi. Nếu mình không có nấm đùi gà thì mình có thể thay thế bất cứ loại nấm nào mà mình mong muốn nha. Mình sẽ chẻ nấm nhỏ ra để cho dễ bóp nước. Rồi, bây giờ mình sẽ vắt sạch cái phần nước. Mình rửa lại 1-2 lần với nước. Mình cũng làm quy trình giống y vậy nha. Sau đó mình sẽ xé nhỏ thêm một lần nữa. Đó, nhỏ mà thành sợi như vậy là được rồi này cả nhà. Còn bắp Mỹ thì mình sẽ bào ra. Mình đừng bào sát cái cùi quá thì nó sẽ bị sơ. Trái này khá là tươi nên gọt ra rất là mọng nước luôn. Rồi mình sẽ giã sơ sơ, giã nhẹ thôi, không cần giã nát đâu, chủ yếu là để cho nó không có bị sạp sạp thôi. Còn khoai môn sáp á, mình sẽ gọt bỏ rồi mình bào sợi như vậy nè. Nếu không có khoai môn sáp mình sử dụng khoai môn thường cũng được, nhưng khoai môn sáp thì sẽ ngon hơn. Mình sẽ trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Khoai môn nè, nấm nè, bắp. Sau đó mình sẽ nêm một ít gia vị. Thì bột ngọt có thể bỏ hoặc không. Một muỗng hạt nêm chay, một muỗng tiêu. Muối mình cho khoảng nửa muỗng nhỏ thôi. Thêm một muỗng dầu ăn để cho ngấm tất cả các gia vị. Rồi mình sẽ thêm 100g bột chiên giòn vào. Bởi vì bột chiên giòn thì người ta đã có nêm nếm gia vị sơ rồi á, nên là mình không có nêm đậm vị cho cái phần của mình nhiều. Với lại á, bắp á, nó cũng đủ vị ngọt rồi nên là Tuyết sẽ không bỏ được. Nếu mà mình người nam á, mình thích ăn ngọt á, thì mình có thể thêm khoảng nửa muỗng nữa là vừa rồi nha. Đó, mình trộn cho đều mà khi mình bóp lại mà nó chịu gom gom vậy là được rồi nè. Bây giờ Tuyết sẽ lấy một cái chén á, mà mình hay để nước chấm á. Mình sẽ cố định lại để cho nó đều những cái miếng của mình hơn. Đó, mình ép ép vô chén, sau đó mình ấp ngược ra. Tiếp tiếp tục làm thêm một chén nữa để cả nhà coi kỹ hơn nha. Mình không có chén thì mình làm tay không cũng được, miễn là cái phần bánh của mình nó trải đều ra và nó vừa để mình chiên là được rồi. Giờ Tuyết sẽ đổ dầu vào chảo để chiên. Mình để cho dầu nóng á, mình lấy cây đũa mình để vào. Nếu mà nó sôi sủi tăm bên hông cái cây đũa là dầu đã nóng, thì mình bắt đầu cho cái phần chả nấm của mình vào. Mình sẽ lấy trực tiếp trên dĩa xuống luôn để cho nó không có bị vỡ. Đó, một chảo như vậy mình chiên khoảng tầm được từ 5 đến 6 cái. Lửa mình nếu mà bếp điện á, thì mình để số 3 là được rồi. Mình để nhỏ nhỏ thôi để cho cái bánh nó vừa chín bên trong mà mới giòn bên ngoài. Mình để lửa lớn quá thì nó sẽ rất là dễ bị cháy á. Khi mà
nó vàng một mặt rồi mình trở qua mặt bên kia. Mình chiên gần chín á, thì tí sẽ để hai cái đũa lên cái chảo và mình sẽ gấp bánh để lên, thì dầu ăn nó sẽ tự chảy xuống, nó giúp cái bánh của mình ráo dầu và ăn đỡ bị ngán hơn. Đó, chín đều hết 5 cái luôn rồi nè. Mình để đó khoảng tầm 2 đến 3 phút á, mình làm mẻ sau sau đó rồi mình mới vớt cái phần bánh chín ra để cho nó thiệt sự là ráo dầu, nó không bị mềm cái bánh. Thời gian đó thì mình làm tiếp mẻ thứ hai. Giờ mình bắt đầu gấp ra nè. Cái chả nấm này á, mình có thể ăn kèm với cơm, ăn kèm với bún, giống bún thịt nướng mặn vậy đó. Đây, đó bao nhiêu nguyên liệu đó thì Tiết làm được khoảng 2, 4, 6, 7, khoảng 14 cái bánh nè. Giờ Tiết cắt thử một cái ra cho các em xem. Ở ngoài thì giòn, ở trong á, thì thơm phức, mùi bắp, rồi nấm và khoai môn. Mình ăn thử nha. Rất là giòn, vị cuốn và thanh mát, không có ngán tí nào hết đó. Cả nhà hãy thử thực hiện ở nhà nha. Chúc cả nhà làm thành công.